Đây các bạn ơi, bây giờ Tuấn Dương đã tới rất là sớm ở bếp yêu thương. Đây là phòng công tác xã hội thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Ổ bánh mì rất là giòn nha các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Dạ thưa cô, hôm nay là mình phát khoảng bao nhiêu ổ bánh mì đấy cô? Dạ. Dạ 800 ổ bánh mì. Dạ dạ, cảm ơn cô ạ. À. Mấy đợt trước hàng bao nhưng mà lúc này dịch ít người. Dạ. Bớt lại. Dạ dạ. Và con cảm ơn cô ạ. Bánh mì được rọc xong thì sẽ cho vô rổ, rồi các cô sẽ cho nhân vô. Cho nhân, cho dưa leo, cho rau. Một bên thì tràn nước mắm. Và mỗi một người thì sẽ nhận 2 ổ và sữa đậu nành. Cô ơi, cứ đi theo hàng giùm con ơi, cô ơi. Cô đứng đi theo hàng cô. Mình cứ đi theo hàng giùm con nhé. Đó, mỗi người một phần. Rồi, cảm ơn các cô. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Hồng Bàng cắt với đường Triệu Quang Phục, quận 5. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một cái hoạt động từ thiện cũng hết sức là ý nghĩa. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đi cùng với một vài người bạn và cái địa điểm thực hiện cái chương trình từ thiện ngày hôm nay là bếp yêu thương của bệnh viện Chợ Rẫy. Đây đang là góc đường Hồng Bàng cắt với đường Triệu Quang Phục đó các bạn. Bên kia đường các bạn có thể thấy một cái căn nhà cổ. Căn nhà này có lẽ là nó đã được xây dựng từ rất là lâu. Họ có sửa chữa lại nhưng mà phần nào thì vẫn mang dáng dấp và những cái nét kiến trúc xưa. Đấy, con đường Hồng Bàng này cũng là một cái trục giao thông khá là quan trọng. Và mỗi một chiều thì có tới 3 làn đường. Giờ mời cô bác anh chị hãy cùng đi vào cổng số 5 bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Tuấn Dương nhé. Đây các bạn ơi, bây giờ Tuấn Dương đã tới rất là sớm ở bếp yêu thương. Đây là phòng công tác xã hội thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi đây là sẽ phát cái suất ăn cho thân nhân người bệnh miễn phí. Và họ có giới thiệu là khi mà thân nhân đến nhận suất ăn thì không sử dụng túi ni lông, hộp xốp, hộp giấy, ly bia đá và rửa sạch đồ đựng trước khi đến nhận. Và đây thì có những cái thông báo phát phát 1 giờ thì phát bánh mì bì, sữa đậu nành và chúng ta phải mang theo đồ đựng. Nói chung là các cô thông báo rất là chu đáo. Các bạn ơi, khi tới thì bếp yêu thương có 3 điều dặn để phòng chống dịch Covid. Đó là giữ khoảng cách 2 mét khi xếp hàng nhận suất ăn, đeo khẩu trang cho mình và cho người thân khi ở bệnh viện, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đây là món sữa đậu nành này các bạn. Đang quậy rồi cho được thêm đường vô. Đây có sẵn thông báo là chiều nay tại đây lúc 1 giờ sẽ phát bánh mì bì và sữa đậu nành. Lưu ý cần phải đem theo đồ đựng. Đây các cô, chào cô. Cô ơi, sao cô biết ở đây phát đồ mà cô lại nhận ạ? Hồi sáng đi ăn cơm á lại có người nói. Dạ, vâng. Thưa vậy là cô đang đưa người nhà tới điều trị ở đây rồi cô? Dạ. Dạ, người nhà điều trị được bao lâu rồi cô? 2 tuần. 2 tuần và bệnh gì thưa cô? Bị bệnh thần kinh. Dạ. Vậy cô có mang theo đồ đựng không? Có, đem cao, đựng sữa. À, vâng. Rồi, cảm ơn cô ạ. Thưa các bạn, ở bếp yêu thương này thì có những cái khung giờ phát suất ăn miễn phí cho người bệnh. Từ thứ 2 đến thứ 7, lúc 5 giờ là chi hội Nhơn Hòa. Lúc 6 giờ là họ đạo Chợ Lớn. Lúc 8 giờ là chi đội Bảo Hòa. 14 giờ là chi hội Bảo Hòa. Và 16 giờ chi hội Nhơn Hòa. Chủ nhật
8 giờ là chi hội Nhơn Hòa, 13 giờ là quán cơm Hạnh. Các cô chở đồ ăn tới. Đây giờ đồ đang tới, các chú này giao bánh mì này các bạn này. Giao sữa đậu nành, giao bánh mì. Rồi giờ các cô đang chuẩn bị giờ đổ nước mắm vô. Giờ cô cho mắm này, hành, ớt. Giờ các cô sẽ mổ cái ổ bánh mì ra để chuẩn bị cho nhân vô. Dạ. Dạ. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Đây cùng các anh chị nữa cũng đang mổ cái ổ bánh mì này ra. Rọc cái ổ bánh mì. À rọc ổ bánh mì. Nghe nó nhẹ nhàng hơn mổ cái ổ bánh mì. Dạ. Chặt dẻo nha. Dạ. Ổ bánh mì rất là giòn nha các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Dạ thưa cô, hôm nay là mình phát khoảng bao nhiêu ổ bánh mì đấy cô? Bữa nay khoảng bao nhiêu cô Châu nè? Hôm nay hả? Hôm nay mình khoảng 800. Dạ 800 ổ bánh mì. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. 1,300. À. Mấy đợt trước 1,300 nhưng mà lúc này dịch ít người. Dạ. Bớt lại. Dạ dạ. Vâng. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Đây, rất là nhiều các anh chị cô đang rọc bánh mì, rọc bánh mì như là rọc giấy à. Dạ. Dạ. Rọc bánh mì. Con tưởng là vào bệnh viện thì mình dùng cái thuật ngữ chuyên môn là mổ cho nó nghe nó hình sự tí à. À vâng. Để lại dành lại mấy cái bao thôi, chưa có động gì lên cài hay nhiều cái chảo này. 800 ổ bánh mì. Mì vì chị cho 500 em đưa chị Yến hết 200 rồi. Chị Yến ở trong này là những cái gì đấy chị Yến? Củ sắn. Dạ. Củ tàu. Củ sắn với gì ạ? Bún tàu. Tàu hú chiên. Tàu hú chiên. Và thính. Dạ. Thính. Dạ. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Cái này sẽ làm nhân bánh mì này. À, bây giờ các cô đang chuẩn bị các bạn ơi, đổ rau ra các cái khay. Mọi người thì đều mang bao tay, đeo khẩu trang. Đây, thưa cô bác anh chị thì cái công đoạn đầu tiên là sẽ rạch cái ổ bánh mì ra, rạch ổ bánh mì rồi để vào cái rổ này. Sau đó ở đây thì có hai cô sẽ cho nhân vô trong ổ bánh mì. Rồi kế đó là sẽ cho rau. Sẽ cho rau vô cái ổ bánh mì. Cho rau xong bỏ ra ngoài kia thì có người chăn nước mắm vô ruột ổ bánh mì. Rồi tới ngoài kia là sẽ phát. Đó, cái quy trình thì sơ bộ là như vậy các bạn ạ. Thưa các bạn thì bà con đã tới xếp hàng khá là rất là sớm, từ khoảng 1 giờ 12 giờ hơn là Tuấn Dương đã thấy có bà con đứng ở đây để nhận rồi. Thì bây giờ các bạn đã nghe thấy là anh ấy mới thông báo là bà con cô bác hãy đứng lên chuẩn bị để nhận. Đó.
đó, đứng né cây dù ra. Bà con lưu ý là sữa đậu nành là bà con phải có đồ đựng nhá. Dạ. Dạ. Dạ dạ đây đúng rồi, đúng rồi. Cái này vừa không hạn chế rác thải, cho vào bịch thì sẽ hạn nó sẽ nhiều phát sinh nhiều rác thải, không có tốt. Bà con ai nhận sữa đậu nành là mang theo đồ đựng. Chiều nay 1 giờ phát bánh mì và sữa đậu nành. Số lượng phát là 800 ổ. Bệnh, ông bệnh, ông không tiền đi. Dạ dạ vâng ạ. Đây cô chú đang xếp hàng để nhận này. Cô ơi cứ đi theo hàng giùm con ơi, cô ơi. Cô đứng đi theo hàng cô. Mình cứ đi theo hàng giùm con nhé. Đó, mỗi người một phần. Rồi, cảm ơn các cô. Các cô cứ một hàng đi nối đuôi giùm con. Bánh mì mỗi người sẽ nhận là 2 ổ. Đây, sữa đậu nành. Mọi người mang đồ đựng đi. Kêu hai ba bọc, bỏ bọc nào ta? Không biết bỏ bọc nào thôi. Bỏ hả? Đây các cô đang mỗi một ổ bánh mì thì gói vô một tờ giấy. Sao vậy, bánh mì tăng tốc lên. Ai biết đâu nãy giờ thấy cái tay bắt đi leo ăn xong có làm đâu. Bánh mì được rọc xong thì sẽ cho vô rổ, rồi các cô sẽ cho nhân vô, cho nhân, cho dưa leo, cho rau, bên thì tràn nước mắm, và mỗi một người thì sẽ nhận 2 ổ và sữa đậu nành. Đây giống như là một dây chuyền sản xuất đó các bạn. Đây đúng hơn là cái dây chuyền chế biến. Cái
Bà con đã xếp hàng đợi bánh mì và bánh sữa, thì có mỗi người là hai ổ bánh mì, hai ổ bánh mì và lấy sữa đậu nành. Đúng luôn, bánh mì đâu. Sau khi mà nhận bánh mì xong thì các cô tới nhận sữa đậu nành. Nhận sữa đậu nành rồi đi ra về. Đây các bạn ơi, các cô chú thì đi cứ ai ra sau thì đứng cuối hàng. Rồi cứ tuần tự lấy xong rồi bắt đầu đi tiếp. Mỗi người được hai ổ sao hết, ai lấy chi quanh lại cho chắc hàng. Mỗi người hai ổ thì mình muốn ăn hai ổ, chị với hai ổ ăn một. Ăn một chị lấy một. Lớn nhất. Đừng để cho hàng nha, một hàng duy nhất tới giùm em nha. Không có liên quan gì có tạo trầm. Có những người thì uống đá, có người thì không uống đá. Giỏi là nó giỏi truyền thống rồi. Có cô thì không mang đồ đựng sữa nên là không lấy được. Dạ. Công nhận ai cho bọc cũng đầu tư ghê á. Cái bọc này đựng còn 5 ổ á, toàn ra đứng đường không. Có người thì không mà. Cái bọc này nhét còn 5 ổ rồi, đựng có 2 ổ rồi. Đi gửi nha, một người là 2 ổ thôi. Có ai muốn quay lại thì hàng vô. Người sẽ nhận hai ổ bánh mì và mang theo đồ đựng để lấy người lấy một bọc nha, lấy một đúng một cái giùm em nha, cái giùm em để lấy sữa đậu nành các bạn. Quay sao mà ta dễ lấy lên là cái bớt em phục cái này phía hậu. Đúng mà phải để cho nước nó tròn tới rồi sao. Người lấy cái bọc đi, lấy một cái giùm con. Lấy cái bịch, xong nha. Đứng ở đây anh em đi nha. Bước trước lấy vậy, bước thẳng lên trước lấy bịch lên, bước thẳng lên trước lấy. Đi nhốt rồi, thôi nhốt bà đi, chị dạo cơ bà ăn. Thôi em cũng chịu thôi. Tụi mình đi cái công tâm về nó nhốt bà đi. Nhốt bà đi, tôi ở ngoài chị ăn cơm rồi, nhốt lên đó là nhốt trước là nhốt cho nó trước, nó cho nó ra, nó nhốt về nó chặn rồi, nó yêu rồi, nó quý, nhốt bà đi, nó tới, nó không cho qua, nhốt bà đi, 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 nhốt bà đi
Đang hồng tắt cho thăm. Rồi ha, cách lên phải vô ha. Gần như là Tuấn Dương thấy mọi người làm việc không có nghỉ liên tục nhé, tất cả cùng đứng để phát, vừa làm vừa phát cho bà con. Anh được thêm, anh nhớ quay kênh, đừng quay chút trước với anh nha. Chị đi đâu đây? Rồi, chào em đâu? Cô. Dạ, xin ba ổ được, cô cứ lên, cô nói hình như là phải, nếu mà ba ổ thì cô xếp hàng lần thứ hai nữa. Dạ. Quy định là mỗi người hai ổ và một phần sữa đậu nành. Dạ, sáng có, cô nhìn cái bảng kia có 8 giờ là có nhóm khác phát rồi. Vâng, cô nhìn được cái bảng kia kìa, à, xíu kia có nhóm ấy. Đây thường những cô mặc áo vàng là những người đi người bệnh. Đây là trong khuôn viên của bệnh viện các bạn. Rồi bà con nhận rồi, báo cho những người chưa có ra nhận tiếp nhá. Dạ. Rồi các cô mỗi người hai ổ bánh mì và một phần sữa đậu nành. Sữa đậu nành mình phải mang theo đồ đựng. Cô có đồ đựng cô lấy đi. Cô uống sữa đậu nành thì phải có đồ đựng cô ạ. Sữa đậu nành thì các cô mang ly theo. Dạ vâng. Đúng rồi. Không có đồ đựng thì chỉ có thì nhận bánh mì thôi ạ. Dạ. Hôm sáng đi chợ là mua hộp cái bình kia cho 2 ký. Dỗ, có sao mất chè, dỗ.
Hả? Bữa nào chè hả? Tiếp tiền đây, tiếp tiền đây. Cho 2 kg heo. Không, mua đậu được rồi. 10 ngày nha. Trời ơi. Đây các bạn ơi, bà con thì xếp hàng mỗi lúc một đông, cứ ra dần theo tuần tự, mỗi người sau khi nhận xếp hàng, nhận 2 ổ bánh mì thì sẽ tiếp tục nhận sữa đậu nành. Và cái việc phát sữa đậu nành thì ở đây yêu cầu là bà con phải mang theo đồ đựng. Ai mang theo đồ đựng thì sẽ được nhận sữa đậu nành. Ai muốn uống đá thì các cô sẽ cho thêm đá nữa. Sau khi mà nhận xong sữa đậu nành thì mọi người sẽ ra về nơi, về cái giường bệnh của mình. Bánh mì ra tới đâu thì sẽ có người nhận tới đó các bạn. Như vậy là 800 ổ bánh mì này sẽ phát cho khoảng 400 người. Mỗi người là nhận 2 ổ. Sữa đậu nành là khoảng 400 ml. Chị gái ơi, đứng sau cùng chị gái. Vâng vâng, mình ra sau đứng cuối hàng giúp em ạ. Mọi người làm không kịp, cứ luôn tay luôn chân như theo một cái dây chuyền nữa các bạn. Đây cần khoảng 10 mấy người để phụ. Và đồ thì trước đó cũng đã phải làm rồi. Bà không mang đồ đựng sữa hả bà? Dạ không biết tổng. Dạ dạ, lần sau bà mang, cứ mang theo đồ đựng thì có dạ, sữa đậu nành bà nhá. Dạ dạ. Chú không mang đồ đựng sữa hả chú? Về. Ở lần sau mình cứ mang theo cái ca đi chú ạ. Dạ. Các cô chú ai mà mang đồ đựng thì có lấy được sữa đậu nành. À không thì lấy bánh mì thôi. Đây chú mang theo đồ đựng lấy sữa đậu nành luôn. Dạ. Đây, các cô chú anh chị xếp hàng nhận
Rồi, có bình nước là có sữa rồi cô. Có bình nước là có sữa uống luôn. Dạ. Rồi, mình đứng một hàng dùm em đi các anh chị ơi. Rồi, mình cứ đứng một hàng đi ạ. À, chị ấy sao chị biết ở đây phát đồ ăn? Cô này ngủ mà hồi xưa em sinh con trai sáng nhiều lần rồi. À. Sáng đi lấy đồ đó, mấy anh này nói nè, mấy chị nói là 1 giờ có đồ ăn. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn các anh chị. Chị vô lấy để đi làm đây. Vô làm đi cô A. Chiều nay nó bác làm đấy. Rồi, chúc ngon miệng cô nhá. Dạ. Rồi. Rồi, chào chú nhá. Quay thấy xuống dưới luôn. Thấy trọng dối luôn hả? Thấy trọng dối luôn. Quay gần gần còn đỡ, quay xa là thấy quay xuống dưới luôn. Lực tới người ta ăn cái này á. Sữa là mình mang theo bịch chị ạ. Sữa mang theo đồ đựng thì mới có. Chú uống thử chưa chú? Chú uống thử chưa? À, có được không chú? Dạ. Chú ăn bánh mì chưa? Dạ. Vâng. Dạ. Em. Dạ vâng. Đúng là bánh mì chay ngon. Dạ. Dạ dạ. Rồi, lấy hai ổ mà. À, ăn hết ổ rồi. Dạ rồi. Dạ dạ. Vâng. Rồi, cảm ơn chú nhá. Dạ. Đây những người nhận bánh mì xong rồi ra ngồi ăn. Hầu hết là những người đi chăm bệnh nha các bạn. Các anh chị thì bây giờ đã phát xong những các cái phần bánh mì rồi. Bây giờ vẫn còn nhiều người muốn ra nhận nhưng mà không có còn đủ á. Rồi, Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo. Bye.